Xin chào toàn thể anh em nhé. Hôm nay em lại lên sóng giới thiệu cho anh em một chiếc âm ly 5.2 của Sony. Lâu lâu mới lại săn được cho anh em một chiếc anh em nhé. Đấy. Bình thường em hay bán cái mã mà 5.1 3.9 triệu, anh em để ý thì thấy đấy, nó giống như thế này nhưng mà mã 5.1 3.9 triệu anh em nhé. Đấy. Còn mã 5.2 này nếu mà nó đẹp xuất sắc ấy thì nó vào tầm khoảng 4.3 triệu đến 4.5 triệu anh em nhé. Đấy, nhưng con này không đẹp, không được đẹp lắm đâu. Đấy, nên em săn cho anh em được cái giá rẻ thì em để cho anh em cái giá rẻ thôi. Đấy, cái giá thì anh em sở hữu con này nó rất là yêu thương, chỉ có 3.600.000 anh em nhé. 3.600.000 anh em có đầy đủ cái bộ giác của nó đây, 7 giác anh em nhé. 7 giác bao gồm là 5 cái loa chính này. Đây. 5 cái loa vệ tinh này, 5 cái loa vệ tinh. Đấy. Và hai cái loa này là hai cái màu tím là hai cái loa trầm anh em nhé. Đấy. Nó chơi toàn những bát lớn thôi, con này đó là dòng khủng. Dòng 5.2 cỡ khủng anh em nhé. Nó chơi toàn những con bát lớn như thế này này. Đấy. Chứ không phải là chơi cái bọn nhỏ nhít nhít như này đâu nhé. Đấy. Nó âm ly 5.2 như hàng khủng nhé. Đấy. Chơi những con to to như vậy. Nó chơi được tổng 7 loa, trong đó thì có 2 loa tròn. Đấy. Và 5 cái loa bình thường. Anh em có thể ghép 5 cái loa cây hoặc là loa tay bình thường, thoải mái. Các chế độ của nó, chế độ USB này, đấy. USB này, FM này. FM con này là hàng xuất nên chạy full được tần số lên 108 luôn anh em nhé. Đấy. USB, FM, AM. Đây các cái đường vào của nó, có đường HDMI này. Và các cái đường qua đường cổng quang giải mã đầy đủ. Và cắm điện thoại, máy tính đầy đủ hết. Đấy. Con này máy zin hết 100% anh em nhé. Hàng đã qua sử dụng rồi, nhưng con này là không được đẹp lắm đâu nhé. Nó bị hoa râm nhiều chỗ. Đấy. Đây, ví dụ anh em để ý kỹ này, nó có những cái hoa râm nhỏ nhỏ ở đây này. Đấy. Nó nước sơn của nó không còn đẹp lắm đâu. Vì nguyên bản mặt của nó trắng gương nhá. Này, đẹp theo thời gian đây là mặt trắng gương, cái gương của nó bay bay nhẹ nhẹ rồi. Đấy. Nhìn kỹ, nhìn tinh thì sẽ thấy nhá. Còn bình thường mà để bóng bẩy như này thì anh em nhìn nó cũng không rõ được đâu. Đấy. Kể cả cái nóc này thì nó hoa râm nhẹ đấy nhá. Em không sơn lại đâu nhá. Để nguyên bản nó như vậy, không sơn lại chút nào cả. Chứ sơn cái này thì đơn giản lắm. Sơn nó 5 phút xong luôn. Nhưng không sơn mới để nguyên bản cho anh em luôn nhé. Đấy. Cho anh em sử dụng. Đấy. Bên trong máy móc zin đét nhá. Bên trong trang bị 14 con sò san ken nhá. 14 sò san ken rồi. Công suất của nó là 1200W nhá. 5.2 cây. Đấy. 5.2 cây. Đây, có đầy đủ điều khiển từ xa, em thấy chỉnh bát tép nhá. Đây. Anh em bấm vào cái arm menu này này. Đấy là màn hình nó hiển thị lên equine này. Equine anh em ấn ok ở giữa nhá. Ấn ok ở giữa thì màn hình chuyển hiển thị là bát này. Đấy, ấn ok cái nữa thì là để chỉnh to nhỏ, lên xuống thì chỉnh to nhỏ nhá. Đấy, lên xuống thì chỉnh to nhỏ. Đấy. Ấn ok ở giữa là được nhá. Lên tool này thoát nó ra. Đấy. Đấy. Rất là dễ. Chung nhiều tính năng nhưng mà anh em chẳng cần thiết phải sờ đến làm gì cả. Đấy, mình chỉ vào cái mục chỉnh bát tép này, em để luôn mục EQ này cho anh em nhé. Về anh em chỉ việc vào cái EQ này chỉnh bát tép nhé. Đấy, thế thôi, rất là dễ sử dụng. Đấy. Đây, ngoài ra anh em có thể chuyển vào chế độ đường vào trên này nhé. Bấm trên này đấy. Đấy. Khi anh em chuyển đường vào thì cái đèn bên này nó sẽ nháy, còn khi anh em chỉnh volume thì cái đèn bên volume này sẽ nháy nhá. Đây, ví dụ này. Đấy, volume này. Thử từng loa một cho anh em luôn nhé.
cho anh em thử từng loa một cho anh em nghe thực tế nhé. Nó sử dụng khá ổn định, không có vấn đề gì cả nhé, rất là ngon, hiện tại là còn ngon, nó chỉ hơi xấu một chút thôi. Đây là đường vào, em cắm điện thoại vào đây nhé, nó có rất là nhiều đường vào điện thoại đây này, ba đường in này, ba đường audio in này, đây là bốn đường audio in này, một đường audio out này. Đấy, đây là đường cắm cổng quang smart tv vào đây nhé. Đấy, hai đường giải mã trực tiếp, đây là các đường HDMI vào và ra. Đấy, hỗ trợ chuẩn 4K luôn đấy nhá. Đây em thử nhá, riêng cầu trầm này thì anh em không thể đấu với chung với các cái cầu khác được. Đây em thử trầm riêng anh em. Đấy, loa trái này, đây tiếp loa phải này. Xong rồi trầm, hai con trầm đều ngon nhé. Đây thử lại con bên này cho anh em này, bên này rồi tiếp nhá. Đến đây các đường phổ thông của nó nhé, đây thử từ đường loa phổ thông trái này, loa phổ thông phải này, loa surround trái này, loa surround loa phải này. Đây là loa center nha, loa trung tâm đấy. Đây, đầy đủ bộ jack của nó đây. Đủ đó là 7 jack anh em nhé. Nếu mà anh em mất cái jack nào, anh em phải lên đi tìm mua rất là đắt luôn nhá. Em đã từng lên Amazon em tìm 300.000 một sợi, không rẻ đâu. Tách nguyên bộ của jack này bán có tiền rồi. Đây nhá, đủ của nó nhá, jack của nó đủ luôn nhá. Anh màu nào anh cắm nắm, anh em cắm đi theo màu đấy nhá. Đủ luôn, không thiếu cái jack nào. Đấy, đủ tổng 7 jack cho anh em nhé. 7 jack. 7 loa, dây loa dài khoảng 2 mét nha anh em nhé. Dây nguồn của nó đây, cái này dây nguồn của nó zin nhá, nguồn của nó là nguồn ba chấu zin luôn. Đấy. Đấy. Trong bên trong có một cái nguồn này, có cái cầu chì đây này anh em nhé. Đấy, anh em có thể, nếu mà nó bị chẳng may một thời gian mà anh em sử dụng mà nó bị sét đánh hay là chập kẹt gì và nó gây đứt cái cầu chì này đấy, thì anh em kiểm tra nhé, tháo ra và kiểm tra nhé. Đấy, cầu chì nằm ở đây nhé, đấy, hàng zin của nó đấy anh em nhé. Giá rất là rẻ, 3.600.000 thôi. Đấy. Nếu mà đẹp xuất sắc thì nó vào khoảng 4.400.000, trung bình khoảng 4.400.000. Đấy. Đây để cho anh em có 3.600.000 thôi, tại vì nó không được đẹp lắm nhá. Lấy được rẻ để cho anh em cũng rẻ thôi. Nhập về 3.500.000, nếu mà nó đẹp đẹp tí thì có tí lời. Nhưng mà nó xấu xấu tí thôi, bán hộ anh em thôi. 3.600.000, anh em chốt mua hàng liên hệ với em theo số điện thoại 0965748574. Em có nhận ship hàng toàn quốc và bảo số cẩn thận cho anh em nhé. Anh em kết bạn Zalo, Facebook của em là Đinh Lo Bãi để chúng ta trao đổi thông tin qua đấy cho nó tiện. À, cái điều khiển dòng 5.2 và 7.2 như này nhá, em còn một chiếc anh em nhé. Em còn một chiếc mới nguyên, chưa sử dụng, đặt từ nước ngoài về. Đấy, anh em lấy đi 300.000 nhá, một chiếc này. Đấy, em còn một chiếc. Rồi, chào anh em nhé.